Cập nhật đồ Miss đi TNG ơi. Ok nhá, chỉ cần các bạn muốn, chúng ta cùng đến với cập nhật đồ mới cho 10 vị tướng pháp sư siêu mạnh tại mùa tư này, cho anh em xử lý mọi tình huống, gặp kèo là để đường ngay, không bao giờ sai khoa. Chỉ 10 phút thôi anh em, các bạn sẽ có tất cả. Bắt đầu thôi. Tới binh nguyên vô tận mà quẩy không sung, đời không nể. Mà để làm được điều đó thì phải có tài khoản thật ngon. Cứ tới với tngshop.vn thì nhiều lựa chọn hết ý. Anh em nào mà thiếu kinh phí thì có thể chơi vòng quay mini game. Muốn nhận nhiều ưu đãi thêm thì ghé tới ngay tngshop.vn nha. Thứ nhất, Lidiana đang ở đánh giá rất là cao nhưng phải tìm hiểu mới để chơi tốt được. Cao đến game ấy đã chứng minh được sức mạnh. Vậy thì đồ gì giúp Lily ở đoạn đầu và giữa game có thể bùng nổ sớm hơn? Chúng ta tìm hiểu ngay nhá. Lối đồ cơ bản nhất, chưa bùng nổ sẽ rất là phù hợp với Lidiana ở đoạn đầu game. Cô nàng chủ yếu là chơi kiểu cấu địa chính, đồng thời các thông số của chiêu bùng nổ rất có lợi cho Lily, đặc biệt là cái khoản hồi năng lượng. Với Lily, đây là vị tướng pháp sư đa dạng phong cách chơi, từ cấu địa cho đến sốc cả thương. Nhưng dù chơi được cái lối đồ nào ấy, thì việc đảm bảo những món trang bị như là xuyên giáp phép này, anh em có thể lên sớm với một đôi giày phù thủy kèm mặt nạ ma quái. Đặc biệt là khi bạn muốn hướng tới triệu hồn mang, hay là trong team có một thằng phép khác như là Alice phép hay là Tulen rừng phép ấy, thì triệu hồn mang đó mới là chân ái. Còn nếu ở giai đoạn đầu chúng ta xanh sớm quá, xuyên tâm lệnh sẽ cho phép Lidiana xả đam cực kỳ đáng sợ. Vì nếu các bạn kết hợp bảng ngọc xuyên giáp phép, dây phù thủy, xuyên tâm lệnh và cả cái phù hiệu đi, thì lượng sát thương cô nàng cấu rỉa lên kẻ địch, đặc biệt là bọn nó chưa kháng phép, là siêu thốn. Tiếp theo, một món đồ không thể thiếu được cho Lidiana đó chính là vương miện hết kết, giúp cho pha cấu rỉa hay là sâu thương được nâng lên một tầm cao mới. Chúng ta chuyển sang đồ tùy biến theo tình huống. Trừ 3 món đồ bên trên buộc phải có cho Lily, dù các bạn chơi phong cách nào, cũng như là dù xanh hay là thọt, thì với trường hợp chúng ta thích chơi kiểu cao cấu và sâu đam ấy, hay đơn giản là không cần phải lên đồ giảm hồi máu, có thể là do kẻ địch quá yếu hoặc team mình có đồng đội lên đồ giảm hồi phục, thì với gươm tận thế các pha biến cáo lao vào ấy siêu đau luôn. Đặc biệt nếu chúng ta lấy được nội tại từ hồ quang lực chưa một Lily đó, hai tướng địch trở lên, thì pha biến cáo lao vào cao cấu kết hợp quả gươm tận thế thì cứ gọi là siêu ảo top top. Tất nhiên slot mà chúng ta lên gươm tận thế là phải tùy độ cân tay nhá. Có bạn thì lên slot 3, có người thì mái tận slot 5 mới lên. Nhưng cá nhân TNG thì thường lên gươm tận thế sau khi đã có triệu bùng nổ. Tiếp theo, khi mà kẻ địch có khả năng hồi phục quá mạnh thì việc các bạn phải lên sách là hiển nhiên. Nhưng tùy theo khả năng hồi phục của kẻ địch mà chúng ta lựa chọn slot nào chúng ta mới lên sách nhá. Nếu kẻ địch hồi máu quá ghê, toàn là Vết, Tara, Floor các thứ thì ở slot 3 là cần thiết. Nhưng nếu kẻ địch chỉ là kiểu Ryoma hay là xạ thủ lên cung tà ma thì các bạn cứ đợi tầm slot 5 hoặc là slot 6 vẫn ok. Tất nhiên nếu team đã có sách và đao quá ngon ấy thì chúng ta chẳng cần lên nữa, cứ lên phép thôi anh em. Và món đồ cuối cùng cho Lidiana ấy thì cầu băng xương sẽ theo kiểu là ao nhây nhiều hơn, cũng như là có thêm một chút lượng sát thương phép, nhưng giáp hồi sinh sẽ là một cái phương án an toàn hơn. Tất nhiên cả hai đều thể giúp chúng ta thực hiện được chỉ là mua bán đồ nhanh chóng nếu chúng ta nhiều tiền. Bạn thường lên đồ gì cho Lidiana? Bình luận chia sẻ ngay với TNG đi nào. Thứ hai, Chrissy được đánh giá là một chùm mid dễ chơi, dễ gánh team, nhưng nhiều anh em lại nghĩ cứ tung chiêu chuẩn là auto win. Không phải, muốn một đầu game và giữa game ấy chỉ cần tung vài chiêu kẻ địch tụt máu không phanh, hay là một combo kẻ địch bay màu ấy, luôn cần lối endo hợp lý nhé. Chúng ta vào việc với Chrissy ngay nào. Các món đồ cơ bản là vị tướng có lối chơi đơn giản và hiệu quả, thì lối trang bị cô nàng đơn giản không kém. Đôi khi bạn xem giải ấy sẽ thấy những Nunu nè, Fit hay là Marit sẽ lựa chọn là đôi giày hâm mệt để có thể đảo đường. Nhưng theo TNG nhá, đi rank thì ước phổ thông và cơ bản nhất đó chính là đôi giày phù thủy, để có thể tối ưu cái lượng sát thương và dễ sốc đam cấu rỉa hơn. Đã là vị tướng pháp sư chơi kiểu cấu rỉa như Chrissy thì việc phải có xuyên giáp phép là cực kỳ cần thiết. Chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn giữa xuyên tâm lệnh và triệu hồn mang, tùy theo giai đoạn đầu của Chrissy ăn được nhiều mạng và xanh không, cũng như là liệu kẻ địch có lên nhiều kháng phép hay không. Tuy nhiên phổ thông nhất và đỡ phải mua bán đồ nhiều ấy thì chúng ta cứ lựa chọn là chỉ là triệu hồn mang cho an toàn. Nhưng thời điểm đầu ấy có thể lên mặt nạ ma quái cấp độ 2 trước và hoàn thành triệu hồn mang sau khi các bạn đã lên xong vương miện hết kết. Tiện nói thì Chrissy ấy rất cần món vương miện hết kết để tối ưu khả năng sốc đam cũng như cấu rỉa hiệu quả. Tiếp theo, một món đồ hợp lý cho Chrissy trong cả việc tấn công và phòng thủ đó chính là cầu băng xương. Trang bị này kết hợp với chiêu cuối của Chrissy rất là ngon, đặc biệt là những pha đột biến, hất tung và combo kẻ địch, cũng như là ao sát thủ khi bị hỏi thăm. Chúng ta chuyển sang đồ tùy biến theo tình huống. Ở slot sau giày có hai hướng lựa chọn trang bị cho anh em. Một là triệu bùng nổ thêm về khoản cấu rỉa và sâu thương, đặc biệt ngon khi mà kẻ địch ít tướng đấu chí tanh, hoặc đơn giản là chúng ta muốn giống cá và Marit có những tình huống ảo thuật bay màu ngay từ giai đoạn giữa game. Ngược lại khi kẻ địch có nhiều vị tướng đấu chí tanh cơ ấy, hay đơn giản là dừng kẻ địch có những vị tướng như là ngộ khỉ, Aoi, các vị tướng sát thủ phải rất là tinh quái và chủ động thì chúng ta mới có thể bật ngược lại được, thì việc lựa chọn mặt nạ Berit để tránh xúc đam là cần thiết. Hoặc cuối game nếu phải thủ lính và sao ấy, việc đổi từ triệu bùng nổ sang mặt nạ Berit giúp cho anh em dọn đường tối ưu hơn. Cuối cùng nè, sách truyền tuy nó là một món trang bị Chrissy lên ngon vì cái lượng sát thương trên diện rộng,
Tuy nhiên, nếu kẻ địch mà ý tướng hồi phục khỏe chỉ là bọn xạ thủ lên cung thôi ấy, hay là phần đó ID bị thọt, bọn nó không biết chơi game, thì Clancy chẳng cần phải lên sách làm gì cho mệt. Thay vì đó, nếu cục tính ấy, lên thẳng sách thánh cho dồi dào sát thương, hoặc không, thêm một quả triệu bùng nổ nếu slot sâu dày của anh em lên mặt nạ Berit và ngược lại. Bạn lên đồ gì cho Clancy, đừng quên chia sẻ dưới video xem có giống cái trang bị mà TNG chia sẻ anh em không nhé. TNG xin nhắc lại, đây là kênh chuyên trao đổi và tương tác với anh em khán giả, nên các bạn đừng ngại bình luận ý kiến của riêng mình đi. Thứ ba, Iggy. Iggy là pháp sư cấu đỉa rất là mạnh, nhưng vì thiếu cơ động nên các bạn thường lo lắng là lên đồ sao để vừa thể cấu đỉa được mà lại không bị lên bảng điểm số quá nhanh. Đừng lo, cùng coi clip ngay nhé. Đồ cơ bản, anh chàng pháp sư với cách chơi theo TNG là đơn giản, không quá màu mè hoa mỹ, chỉ là chúng ta có thể căn chỉnh và đọc bản đồ một chút, đặc biệt khi bạn sử dụng chiêu cuối. Với Iggy, an toàn nhất ấy là bạn cứ chơi dày kiên cường để tránh bị khống chế quá lâu, vì độ cơ động của anh chàng này gần như bằng không. Nhưng nếu bạn muốn chơi máu lửa hơn thì dùng kiểu là dây thuật sĩ để có thể tối ưu hồi chiêu cuối khá ổn. Vì thực tế nhá, khi bạn ném chiêu 1 ấy, Iggy chỉ cần ăn một quả khống chế nhẹ là các bạn bị ngắt chiêu luôn rồi. Mặt nạ Bedit cực kỳ phù hợp với khả năng thả diều khó chịu của anh chàng này. Nếu kết hợp combo hỏa tốc cộng hỏa vũ cộng với mặt nạ Bedit thì gọi là liên tục đốt sát thương, cũng như là với 10% hồi chiêu giúp hỏa bạo nhanh hồi chiêu hơn. Tiếp theo đó chính là cái khoản xuyên giáp phép không thể thiếu được. Thường ấy, nếu xanh, Iggy cầm xuyên tâm lệnh và ném hỏa bạo vào chủ lực kẻ địch cực thấm, vì ít ai chơi xạ thủ và pháp sư lại lên kháng phép quá sớm. Nhưng để tránh cho việc không thể gây đam vào đấu sĩ tanker ấy, vì đâu phải lúc nào chúng ta có chiếc cuối ném đâu, thì triệu hồn mang sẽ là kiểu hợp lý nhất, cũng vừa đề phòng chủ lực kẻ địch cục tính lên kháng phép. Và để late game một hỏa bạo có thể lấy đi 1/2 hoặc là 2/3 cây máu kẻ địch thì không thể thiếu được đó chính là trang bị vương miện hết kết, giúp cường hóa cái lượng sát thương phép tối ưu hơn. Chúng ta chuyển sang đồ tùy biến theo tình huống nhé. Với việc Iggy có thể bỏ qua dàn trước và tấn công phía sau, nên ngay cả khi kẻ địch có một số vị tướng hồi phục khá khá thì Iggy hoàn toàn có thể bỏ qua sách truyền. Nhưng nếu chúng là kiểu hồi phục căng cực ấy, hay là khám hơn, đồng đội không có đao hay là sách, thì chúng ta cần phải lên đồ giảm hồi máu. Và cầu băng xương là món trang bị để ao chiều rất là lợi hại, vì Iggy khi tiếp cận ra tranh ấy, đặc biệt rất là dễ bị kẻ địch tiếp cận. Tất nhiên, nếu là kẻ địch kiểu lù đù và không có sát thủ thì chẳng cần phải lên cầu băng xương làm gì. Trường bùng nổ sẽ là một món khá hay, đặc biệt là khi kẻ địch có quá nhiều vị tướng máu mỏng. Anh em yên tâm là lên song song với mặt nạ Berit đều được nhá. Vì nhiều anh em có thắc mắc với TNG chính là em muốn lên hai đồ này cùng lúc có được không? Ở món đồ cuối cùng, nếu bạn không lựa chọn là giáp vệ sinh hay là cầu băng xương mà chơi kiểu là khô máu, hay đơn giản các bạn cảm thấy kẻ địch không hề có vị tướng nào có thể chạm vào được Iggy, thì cứ đóng một cái sách thánh với cái lượng đồ trước đó có, thì xạ thủ hay là pháp sư kẻ địch chỉ cần dính một quả chiêu cuối thôi, xác định đỏ máu ngay. Và với Iggy, nếu bạn thích có thể cầm cả gầm thét kết hợp chiêu cuối cứ gọi là phê luôn. Đây không phải vị tướng quá hot ở rank, nhưng mà ở rank cao, đi team và đấu giải nhá, Iggy cực kỳ mạnh là khác. Thứ tư, Tulen. Thẳng thắn mà nói, Tulen đi mid với anh em Darrington thì dễ hơn so với việc các bạn đi rừng. Và trang bị ấy, phải ưu tiên một số đặc điểm khác biệt, đương nhiên phải tối ưu cấu đỉa và vết mạng. Bắt đầu thôi, đồ cơ bản nhất. Nếu kẻ địch có ý tưởng khống chế khó chịu, dây phù thủy cho phép Tulen có thể snowball trận đấu. Nhưng nếu an toàn, các bạn cứ chờ chỉ là đôi giày kiên cường, vì Tulen cần băng xả rất là nhiều, chẳng may chậm nhịp là toang. Tiếp theo, hai món đồ mà theo TNG nếu bạn đã chơi Tulen mid ấy không thể thiếu, đó chính là vương miện hết kết để tối ưu cái lượng sát thương, cũng như là cường hóa đam của lôi điểu. Cộng thêm đó chính là cầu băng xương, nếu những tình huống ao chiêu, băng xả tự tin hơn. Chúng ta chuyển sang đồ tùy biến theo tình huống nào. Tulen có hai dạng đồ, một là kiểu snowball trận đấu sớm và khô máu, với combo dày phù thủy, triệu bùng nổ, xuyên tâm lệnh. Với ba bộ trang bị này, khả năng dồn đam dạng đầu Tulen là cực kỳ khủng khiếp. Nhưng tính mạo hiểm vì cái lối trang bị này của Tulen là khá mỏng, vì vậy để bổ sung thêm sự an toàn tầm giữa game ấy, cũng như là hạn chế việc chậm lại quá trình snowball trận đấu vì các bạn phải biến về, thì quyền trượng đời hiên là trang bị cần thiết. Lối trang bị tiếp theo là một cái dạng đồ snowball nhưng lại đề cao tính an toàn hơn, đó là sự kết hợp giữa mặt nạ Berit và quyền trượng đời hiên. Với bộ đồ trang bị này, chúng ta đảm bảo được sự cứng cáp và tự tin băng xả, mà cái lượng sát thương của anh em vẫn là có. Lưu ý với cái lối an toàn này thì thay vì xuyên tâm lệnh, chúng ta sử dụng là triệu hồn mang để đảm bảo ở đoạn sau. Tất nhiên trước khi lên quyền trượng đấy ấy, các bạn phải có mặt nạ ma quái cấp độ 2 trước. Và lối trang bị thứ ba, bỏ qua lối snowball trận đấu, chúng ta có một Tulen chơi đồng đội và an toàn hơn, đó là combo mặt nạ Berit sách truyền. Mặc dù Tulen lên sách truyền không phải là quá ngon, vì vốn dĩ Tulen là một kiểu dạng là sát thủ sốc đam và gánh đội thay vì cố gắng cấu để khó chịu. Nhưng nếu team mà cả trợ thủ, rừng top đều là bọn lên đao và sách không hiệu quả thì chúng ta buộc phải lên đồ giảm hồi phục. Bạn cầm Tulen đi mid sẽ lên cái lối trang bị nào? Đừng ngại chia sẻ với TNG và các bạn khán giả khác nhé. Vì biết đâu được, lối trang bị bạn hay chơi ấy, đó mới là chân ái. Chia sẻ ra đi, đừng chơi một mình chứ.
Thứ năm, Illumia là pháp sư thiên hướng kiểm soát và đánh đồng đội, nên việc lên đồ làm sao để hồi chiêu nhanh nè và đam to là điều bạn cần phải chú ý. Đầu tiên, đồ cơ bản nhất, pháp sư thiên về khả năng khống chế và xả sát thương tầm xa, nên đôi khi Illumia không cần quá nhiều đồ đam, nhưng một khi đã đi đánh đơn ấy, không lên đam đời không nể đúng không nào. Về khoản lên giày cho Illumia an toàn nhất đó là đôi giày kiên cường để hạn chế tình huống bị dính khống chế. Cũng như Illumia rất là khó để né khống chế cả địch, nhưng là một thằng đeo đơn ấy thì chúng ta sẽ lựa chọn một là đôi giày hồi chiêu, hai là đôi giày phù thủy nhé. Combo mặt nạ Berit và sắt trườn sẽ rất là phù hợp với Illumia, vừa có hồi chiêu giúp giảm thời gian hồi thần trận, vừa các hiệu ứng phụ giúp cho cái lối chơi spam kỹ năng này ra tranh khỏe, mà vẫn có thể bảo kê cho bọn xạ thủ kém cơ động tránh thoát khỏi bọn sát thủ hay đấu sĩ kẻ địch. Và để đảm bảo cái lượng sát thương xả ra hay đơn giản là có đam để can mạng thì không thể thiếu chỉ là một vương miện hết kết được. Cầu băng xương sẽ là một món đồ khá quan trọng cho Illumia, bởi chiếc tướng kém cơ động sẽ là điểm đến lý tưởng của những sát thủ kẻ địch, đặc biệt là kiểu bọn Aoi nè, Ngô Khỉ hay là Zata. Chúng ta chuyển sang đồ tùy biến theo tình huống nhé. Nếu chơi kiểu là sát thương chủ lực ấy thì món đồ triệu hồn mang là phải có, để có thể xuyên qua lớp kháng phép kẻ địch. Tuy nhiên, nếu bạn chơi kiểu là bảo kê, spam kỹ năng là chính ấy, thì một món trang bị thiên hướng phòng thủ dạng kiểu là huấn luyện choi là khá ổn, đặc biệt nếu mít kẻ địch cấu đỉa căng quá như là Duyên hay Kali hoặc là kiểu bọn Tulen Zata. Chúng ta cứ ăn chắc mặc bền với một cái đồ kháng phép. Bạn lên đồ gì cho Illumia? Một Illumia hồi chiêu spam kỹ năng hay là một Illumia full xuyên phép và sát thương spam ít hơn, nhưng tung chiêu nào thấm chiêu đó. Chia sẻ nghe lối đồ và phong cách chơi của anh em nào, Illumia là vị tướng hơi bị hot đấy, đặc biệt các bạn đi team. Thứ 6, Kali đang rất là mạnh ở rank về khả năng đó chính là khép góc và đánh giao tranh tốt, nhưng điều chúng ta muốn đó chính là làm sao để tầm đầu và giữa game Kali đó thể đi gank và áp lực từ sớm. Lối đồ phổ thông cho anh em, không biết các bạn thế nào chứ, với tiên gì nhá, Kali dây phù thủy vứt, dây kim cường vứt, dây giáp bỏ luôn, dây tốc đánh lại càng bỏ. Đã chơi Kali ấy phải có đôi giày thuật sĩ ở đoạn đầu game, sau đó tầm giữa cuối game nếu bạn xanh nhá muốn đổi ấy, chúng ta bán đôi giày này lên đồ khác sau. Ưu tiên đầu tiên đó chính là spam kỹ năng lên hàng đầu trước đã. Mặt nạ Berit sẽ là món đồ cần phải có với Kali, vừa cung cấp hồi chiêu nè, lại có nội tại đốt sát thương, kết hợp với binh đoàn linh hồn lại quá hợp lý. Sách trồn là trang bị đẹp dành cho Kali, mở ngoặc nhá, bởi giờ game có rất nhiều vị tướng khả năng hồi phục dù ít hay là nhiều, nhưng không có ấy đừng có lên, cứ lên full đam đi cho nó khỏe. Vương miện hết kết thì quá quen thuộc rồi, muốn lỉa chiêu cuối thấm áp lực thì buộc phải có. Tiếp theo là triệu hồn mang, bởi sát thương của Kali từ chiêu cuối, chiêu 1 hay kể cả là các đòn đánh thường nhá đều rất là đáng sợ với lượng sát thương phép. Chưa kể tới bọn tanker ấy hoàn toàn có thể đứng ra và che tình huống xế chiêu cuối Kali. Và như vị tướng pháp sư khác, tiên di luôn ưu tiên đó chính là lên đồ cấp 2 mặt nạ ma quái trước nhá. Chúng ta chuyển sang đồ tùy biến theo tình huống. Nếu nhận thấy kẻ địch nhiều tướng máu mỏng hay trợ thủ là bọn lên phép lên đam như kiểu là Alice, Gidu hay là Batman đi, thì có thể dùng combo cho là triệu bùng nổ xuyên tâm định. Vì ngay cả khi lên cho nhá, cho thêm mấy tiền ấy, các vị tướng này chẳng dám đứng và che cuối Kali đâu. Tất nhiên là phải hoàn thành xong mặt nạ Berit. Ngoài ra, nếu đi đánh kẻ địch mà chơi kiểu combo Helen nè, Caffeine, anh em cứ chơi combo sách truyền triệu bùng nổ. Sau khi các bạn đã có mặt nạ Berit cho trảm game, lúc đó để chiêu cuối khiến kẻ địch không kịp hồi máu luôn. Tất nhiên, với ba món trang bị vừa kể trên, nếu bạn lên sớm và trang bị vương miện hết kết thì ở slot xuyên giáp phép nên ưu tiên đó chính là triệu hồn mang thay vì là xuyên tâm lệnh. Và ở slot cuối cùng, với các vị tướng pháp sư khác có thể là cầu băng xương, với điên Kali, tiên di khuyên các bạn nên lựa chọn thẳng giáp bờ sinh để có thể chơi an toàn hơn, hoặc là khô máu hay đơn giản là cảm thấy kẻ địch không thể chạm vào Kali thì sách thánh hoặc là một món đồ tấn công phép bất kỳ là khá ổn áp. Đây là vị tướng đồng dạng dễ chơi, dễ áp lực, với điều kiện các bạn dùng tốt chiêu cuối. Anh em thích lối đồ nào cho Kali? Hồi chiêu nhanh spam lắm, chục giây lại rỉa chiêu cuối một lần, hay là cái lối đồ nhiều sát thương rỉa cực thấm nhưng hồi chiêu không nhanh bằng và toàn chờ xin bùa xanh đồng đội? Cùng chia sẻ ngay nhá, tiên di đang chờ đọc ý kiến của anh em đó. Thứ 7, Didac là cái tên khiến cho anh em hoang mang, vì có người đánh hay ấy thì cứng mạnh, còn các bạn mà chưa hiểu chất tướng thì lại chê. Nhưng để gánh đội và giao tranh khỏe, anh em triển ngay các đồ này nhá. Đầu tiên là đồ cơ bản nhất, là một pháp sư có cái cơ chế đồng nhất, nhưng cái lối đồ cho Didac lại vô cùng đơn giản luôn, với 4 trang bị theo tiên di là Didac cần và rất là phù hợp với vị tướng này. Đầu tiên đó chính là mặt nạ Berit, vừa có hồi chiêu, hồi năng lượng, đốt sát thương cực xịn, rất hợp với chiêu một anh chàng này. Mà Didac lại là vị tướng ngốn năng lượng rất là nhiều, cũng như là nhờ vào năng lượng để sống sót khi bạn đã hết máu, nên cái trang bị nhiều năng lượng và hồi năng lượng nhiều là điều Didac hướng tới. Sách truyền là món đồ mà cần có của Didac, vừa kèm hồi chiêu kết hợp mặt nạ quá ghê nhá, cũng như cái nội tại giảm hồi máu kết hợp bộ ý thức của Didac giao tranh có thể là phủ toàn bộ, hại kẻ địch mà lại lợi team mình. Triệu hồn mang phải nói rồi anh em, không có món đồ này thì tình huống ném cầu thời điểm kẻ địch có huấn luyện choi không hề quá thấm. Vương miện hết kết đơn giản là buộc phải có với mọi pháp sư. Nếu bạn thích cái pha Kamesco đầy uy lực, chơi luôn.
chúng ta chuyển sang đồ tùy biến theo tình huống. Nếu địch có nhiều vị tướng áp sát liên tục và xúc đam kiểu nhà ngộ khỉ Zuka, Aoi và Nagrod ấy, thì chúng ta nên an toàn với cầu băng xương. Còn cho trường hợp tự tin và khả năng dùng chiêu để khống chế kẻ địch với chiêu 1 và chiêu 2 ấy, hay đơn giản là quá xanh, thì việc sử dụng thập tự kiếm sẽ khiến tình huống tấn công của lô cốt tử quang này trở nên đáng sợ hơn. Cũng nhờ món đồ này cung cấp tới 400 năng lượng, kèm theo tốc độ chạy cho đi đắc khá là phê. Quan trọng là chỉ là lượng tốc độ đánh cực lớn, bật chiêu cuối và nhả đam thôi. Bạn thường lên đồ gì cho đi đắc? Lên phép thật là nhiều hay là lên semi để an toàn cho tranh? Nhớ chia sẻ với Tiên Di nhá. Hiện tại đi đắc ấy vẫn là lựa chọn đeo đánh cực xịn đấy. Thứ 8, Natalia là pháp sư anh em thường dùng để chiếm lợi thế ở đầu game, hợp với anh em chơi đeo đánh đơn ưu tiên bắt lẻ. Vậy chúng ta phải lên đồ gì và chơi như nào để lết vẫn có thể đánh được? Trước khi vào lối đồ của Nata ấy, thì con nàng có một mẹo ở dạng đầu game là chúng ta mua đôi giày ra đường nhanh, căn tầm còn 15 giây ấy, bán và lên nhấn ma pháp. Với mẹo nhỏ này ấy, nếu các bạn cướp rừng hay là giao tranh sớm cực kỳ có lợi thế luôn. Lối đồ cơ bản nhất, mặt nạ Bedit sẽ là trang bị cần có, vì ngoài giảm một chiêu hồi năng lượng thì cái lượng giáp trang bị này mang tới giúp cho Natalia cứng cáp hơn, vì dù sao tầm tay con nàng không phải là quá dài. Tất nhiên có thể bỏ qua chỉ là nội tại đốt sát thương theo 100 máu, kết hợp thêm quả spam chiêu 1 và mặt nạ thì gọi là phê. Sexual sẽ là món đồ nên có, và như Tiên Gia giải thích thì anh em biết khi nào cần lên và trận nào không cần lên rồi đúng không? Kết hợp hai quả nội tại hồi năng lượng của Sexual và mặt nạ Berit ấy, giúp cho Natalia thoải mái spam kỹ năng. Chưa kể tới có giảm một chiêu và nội tại giảm hồi máu, quá là đỉnh luôn. Trượng ôn mang, vương miện hết kết, có thể nói là bộ đôi trang bị tầm giữa ở cuối game không thể thiếu với nhiều vị tướng pháp sư. Vì thời điểm này nhá, kẻ địch đã bắt đầu lên kháng phép rồi, mà Natalia càng về sau, việc phải đánh ở bọn đấu chiến tanker lại càng nhiều hơn. Chúng ta chuyển sang lối đồ tùy biến theo tình huống. Nếu được chơi kiểu solo trận đấu và đầu game ăn nhiều mạng ấy, thì bạn đừng ngần ngại lên thẳng món ở trên hàng quyền trợ rồi hia. Với món trang bị này, Natalia cực kỳ tự tin, đặc biệt là trong việc trao đổi kỹ năng và hạn chế phải về nhà, tránh làm chậm nhịp solo trận đấu. Ngược lại, nếu đề cao tính an toàn thì cầu băng xương sẽ là một món đồ nên có cho cô nàng. Đặc biệt, kẻ địch mà là kiểu nhiều sát thủ cơ động như kiểu Nagrod Aoi ấy, thì lại càng cần có món trang bị này, vì chúng hoàn toàn thể né chiêu và câu chiêu cuối Natalia và quay trở lại xúc đam. Bạn thường lên đồ gì cho Natalia? Lối trang bị cực lắm phép và cấu rỉa nhưng mỏng manh, hay là đồ semi phép vừa công vừa thủ, gây sát thương theo thời gian, cực bá theo các nhịp spam chiều của cô nàng? Chia sẻ ngay nhé anh em ơi, đặc biệt là các bet Natalia. Thứ 9, Zata. Zata mạnh ở bắt lẻ nên anh em thường hỏi lên đồ như nào để một combo 2 đến 3 mạng luôn. Thực tế Zata lên đồ gì không quan trọng bằng việc đó chỉ là chúng ta bay được hay không và hiệu quả ra sao. Nhưng bay đẹp mà lại đam không đủ thế cũng toang nhá. Tiên Di chia sẻ cho anh em 3 cái lối đồ sau đây. Là vị tướng rất là bùng nổ khi đạt cấp độ 4 nên là bộ trang bị hack sát thương, và nhằm vào việc slow ball trận đấu là nên có dây phù thủy cộng xuyên tâm lệnh. Hai trang bị này kết hợp với bảng ngọc cộng phù hiệu ấy có thể giúp cho Zata đánh thẳng vào máu kẻ địch luôn. Ngay cả khi bọn chúng lên dây kiên cường nhá, mặt nạ Berit là món trang bị đảm bảo khả năng hồi chiêu của Zata cũng như tránh bị sốc sát thương, vì thường Zata sẽ gánh mạnh hai cánh đó chính là rồng và tà thần. Cầu băng xương giúp cho việc câu kéo rất là hiệu quả, đặc biệt khi chơi Zata phong cách đi đầu mở tranh ám sát kẻ địch, và thêm một triệu hôn mang giúp Zata bay là ăn mạng ngay, vì nếu đối đầu một Zata xanh, kẻ địch rất ưu tiên có món kháng phép ngay cả là xạ thủ hay là pháp sư. Cuối cùng không thể thiếu đó chính là vương miện hết kết để gia tăng cái lượng đam sát thương có thể gây ra. Ok, đó làm cái lối đồ rất là cục xúc và khô máu với Zata. Tiếp theo, một lối đồ hiền hòa hơn nhưng cũng đầy hiệu quả, đó chính là thay vì dây phù thủy, chúng ta sử dụng đôi dây kiên cường, và thay vì hai xuyên giáp phép, chúng ta sử dụng đó chính là sexual thay cho xuyên tâm linh. Vì đâu phải lúc nào các bạn đi rank ấy cũng có đồng đội lên đồ giảm máu thay bạn đâu. Chưa kể cái địch toàn là VS floor, không lên thì chết dở. Cuối cùng là một dạng build đồ an toàn hơn, hạn chế việc bị ghế cánh này. Chúng ta thường áp dụng khi pháp sư kẻ địch quá mạnh, kiểu là Turen, Vera hay là Lily, Chrissy. Nói gọn lại đó chính là bọn sốc đam và cấu rỉa, vì đâu phải lúc nào chúng ta cũng được chủ động đâu. Bởi là set đồ an toàn nên ba món trang bị đầu tiên vẫn là đôi giày kiên cường, mặt nạ Berit và Sexion. Điểm đột phá ở đây đó chính là nằm ở slot thứ tư với huấn luyện choi tránh bị sốc đam. Vì có một cái sở là đôi khi bạn bay 3 stack thì thiếu đam, mà 5 stack ấy lại sợ bị sốc đam bởi kẻ địch. Đặc biệt các bạn gặp bọn Vera, Chrissy, Turen, các bạn bay không đủ đam hoặc là chưa kịp bay lên ấy, có thể bị bọn nó sốc đam ngay. Tiếp theo vẫn là cầu băng xương trong cái lối đồ chưa an toàn chắc cốp. Vì nên nhớ, ngay cả khi bạn bật chiêu cuối và bấm cầu băng xương, các bạn vẫn có thể đợi để bay tiếp cơ mà. Đó là ba cái lối trang bị, ba tình huống tứ địch mà Tiên Di muốn chia sẻ với anh em. Tiên Di biết nhiều anh em chơi Zata ấy có lối đồ riêng của mình nên đang rất là chờ bình luận của anh em chia sẻ kinh nghiệm đây. Đừng giữ làm của riêng, mau mau chia sẻ cho anh em khán giả và Tiên Di ngay đi. Thứ 10, Rodeon. Anh em giảm sự tin tưởng là điều chúng ta không mong muốn. Hiện tại Rodeon đã khó chơi hơn trước rất là nhiều, cũng yêu cầu khắt khe hơn, đó chính là về mặt trang bị.
Anh chàng meta này sẽ ưu tiên những món đồ theo kiểu là semi, vừa công vừa thủ như mặt nạ Berit kết hợp quả nội tại địa tích, tiếng gọi là phê nhá. Cũng như là với lượng giáp đem lại thì các tình huống băng vào khi bế được kẻ địch sẽ bớt nguy hiểm hơn. Sectrion là món đồ không thể thiếu được với Rodion, khi mà ngoại trừ cái báo từ trường ấy, hắn ta chẳng còn gì để cản bước kẻ địch. Cũng như là phạm vi chiều rộng sẽ thực sự phí phạm nếu bạn không lên Sectrion phụ cho đồng đội. Tối quan trọng với Rodion ở hiện tại chắc chắn là quả cầu băng xương. Đơn giản thôi, giúp các pha băng xả trở nên mạnh mẽ hơn. Vì nên nhớ, ngay cả khi bạn đang cầu băng xương mà các bạn có sẵn nội tại trên người ấy, thì các bạn vẫn có thể liên tục đốt sát thương kẻ địch, cũng như là hạn chế việc bị bắt lại quá sớm. Cuối cùng, không thể thiếu được đó chính là một món đồ trang bị xuyên giáp phép, đó chính là chiếc hồn mang. Vì Rodion xanh nhá, kẻ địch lại auto kháng phép thôi. Rodion mà phế lại càng cần món đồ này để có thể gây thêm cái lượng sát thương. Chúng ta chuyển sang đồ tùy biến theo tình huống. Nếu ở một cái trường hợp bình thường thì vương miện hết kết cho phép Rodion gây sát thương, cấu để tối ưu hơn. Nhưng hiện tại, đôi khi Rodion ấy chỉ cần kiểu là nâng cầu và câu kéo với cầu băng xương là chính, thì việc bỏ qua vương miện hết kết để lên một cái món thủ là hợp lý. Đặc biệt, nếu đi cùng đường với bạn là bọn Liliana, Chrissy hay là bọn Tolenzata, thì Rodion lại càng cần một món đồ kháng phép, có thể là giáp Gaea để chống cấu đỉa máu, hoặc an toàn nhất đó chính là huân chương Choi. Anh em chơi Rodion phong cách gì, băng xả hay là chỉ cấu đỉa từ xa, và đồ đạc các bạn lựa chọn ra sao, chia sẻ ngay nhé. Vậy là chúng ta đã cùng nhau cập nhật mới lại các trang bị chuẩn của 10 vị tướng pháp sư hot ở meta này. Thiên Di rất là mong anh em đóng góp thêm ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Và nếu thấy video có ích cho bạn, đừng tiếc tặng Thiên Di một like nhé. Và đừng kênh ủng hộ là quá tuyệt vời.